Theo cơ chế tài chính trồng nước được Thủ tướng phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ khoản vay lại của các dự án từ Bộ Giao thông Vận tải theo nguyên tắc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vay lại và trả nợ ngân sách sau khi dự án kết thúc giai đoạn xây dựng và bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố. Như vậy, tổng vay nợ cho dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là 98,35 triệu đô la Mỹ, trong đó phải trả nợ lãi hơn 30.000 đô la. Hạn trả cuối cùng cho khoản vay này là tháng 9 năm 2032. Lãi suất cho vay lại là 4% một năm Tính trên số dư nợ vay lại. Trường hợp không trả nợ đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan khác, bên vay phải trả lãi phạt chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay lại áp dụng cho số ngày quá hạn. Theo Hà Nội, việc vay lại dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông không làm vượt quá hạn mức vay nợ của thành phố.